Đây xin chia sẻ với anh em. Đây là relay F650 của GE. Còn đây là cái máy tính để mình bây giờ mình sẽ kết nối. Mình sẽ kết nối relay với máy tính. Mình sử dụng phần mềm F650 PC này. Phần mềm Vista 650. Đó. Còn đây là con relay F650 của GE. Đang kết nối với relay F650. Đây mọi người thấy này, relay còn mang cả relay lên giường làm luôn này. Mình để relay ở trên giường để gì, để buồn ngủ là lăn ra giường ngủ luôn. Ready sảnh ok, remote local. Đấy, reset led. Ok, kết nối relay đấy. Chúng ta sẽ kiểm tra xem là xem cài đặt sao.